là chim siêu kinh dị, ngôi trường bỏ hoang rùng rợn. Tàn nhẫn quá vậy, tôi lướt nhẹ ngón tay qua bờ lưng của Tiểu Phượng, khiến cô nàng hơi căng thẳng, vô thức né sang. Cô gái cảnh sát kia nói, thời gian qua lâu quá rồi, mấy cây kim đã dính chặt vào thịt bên trong, khó lấy ra lắm. Quả thật tôi không dám tưởng tượng đến nỗi đau của Tiểu Phượng khủng khiếp đến nhường nào. Thế nhưng mà, đồng tình là chuyện của đồng tình, bảo tôi cưới cô ấy lại là một chuyện khác, quá vô lý. Một cô gái có lai lịch kỳ lạ, trong khi tôi chỉ có duyên gặp mặt đúng một lần, làm sao tôi lại có thể yên tâm mà kết hôn cùng cô ấy, rồi sống chung một nhà đây? Hơn thế nữa, có khả năng trên người cô ấy còn bị quỷ ám, chẳng biết lúc nào nó hiện ra bóp cổ tôi nữa. Tội nghiệp em, kéo áo cô ấy xuống tôi nói, về việc kết hôn với anh hy vọng em sẽ suy nghĩ kỹ càng lại. Gã theo gã chó theo chó, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời người phụ nữ, em cần phải cân nhắc lựa chọn. Tiểu Phượng rất ưa nhìn, lại có vẻ ngoài hiền diệu, nết na. Nếu một thằng đàn ông chưa từng biết về lai lịch của cô ấy, sẽ rất khó chống lại đề nghị mê hoặc này. Tôi không đưa ra yêu cầu trả lời trực tiếp, nhưng nói thế là đã biểu đạt rõ mình muốn từ chối rồi. Nhà trọ an tâm chính là một cơn ác mộng trong đời em. Em chắc chắn mình không bao giờ quay lại đó nữa. Em chưa từng được đi học, em không biết cách giao tiếp cùng người khác. Trừ anh ra, thậm chí em còn chẳng có một người bạn. Ánh mắt của cô ấy lờ đờ dần. Thật ra, lúc này tôi rất muốn nói một câu tàn nhẫn. Xin lỗi, anh chưa từng xem em như bạn. Buổi tối ngày hôm ấy, anh chỉ là lợi dụng em để moi móc tin tức mà thôi. Im lặng cả một buổi, tôi vẫn không dám nói như thế. Cô bé này đã quá khổ đau, tôi không thể tổn thương cô ấy nữa thêm. Em suy nghĩ lại chuyện kết hôn với anh một lần nữa đi, rồi bàn tiếp. Dù gì đi nữa em vẫn còn trẻ, còn một quãng đời dài để đi. Tôi đẩy ghế ra, đứng dậy rồi chuyển vị trí ngồi đối diện với cô ấy. Mặt Tiểu Phượng tái mét dần, mí mắt của cô ấy lay động liên tục, hai tay cô ấy giật mạnh còng tay. Chân cũng vậy, gân xanh nổi lên chằng chịt. Cô ấy dùng bàn chân đạp mạnh xuống đất, tựa như rất muốn đứng lên. Thấy dáng vẻ khủng khiếp của cô ấy như vậy, tôi thở một hơi dài. Nếu không ai giúp cô ấy, kết quả cuối cùng chính là cô ấy bị cưỡng ép đưa vào trong bệnh viện tâm thần. Dùng ngón tay cào mạnh xuống mặt bàn, gương mặt của Tiểu Phượng càng lúc càng dữ tợn. Dù hiện tại đèn đuốc trong phòng sáng rực rỡ, nhưng tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Tít tít, lo điện thoại trong ngăn kéo phát ra một âm thanh nho nhỏ, sau đó chính là lệnh rút lui của Thiết Ngân Hương. Tôi đứng dậy, dập tắt mẩu thuốc lá, nhìn dáng vẻ đau đớn của Tiểu Phượng như thế, tôi rất áy náy. Cao Kiệt, mau rời khỏi đó, nghi phạm có xu hướng mất lý trí rồi. Tôi đứng yên tại chỗ, tiện tay dập lò xuống. Trở thành chim mơ của âm gian tú tràng, tôi bắt đầu tiếp xúc với một thế giới mà người bình thường không thể nào thấy được. Cái cảm giác kinh sợ, lo lắng và sợ hãi ấy, chỉ có những ai từng trải qua mới có thể cảm thông. Mà xuôi đất khiến sau đó, bỗng dưng tôi bước đến bên cạnh Tiểu Phượng, dùng một tay xoa đầu cô ấy, một tay ôm chầm cô ấy vào lòng. Anh biết em cô độc, anh rõ ràng biết em đang sợ điều gì. Thế này đi, nếu em không có chỗ nào để đi, trong khi anh có mở một cửa hàng, lại thiếu nhân viên nữa, nếu em không chê thì đến tiệm của anh làm công. Tiền lương là 1.000, bao ăn bao ở, em nghĩ sao? Chờ lâu mà chẳng thấy cô nàng trả lời, mãi đến khi cảm giác tay mình nóng nóng, tôi mới phát hiện ra Tiểu Phượng đang khóc, nước mắt như mưa, cảm giác cô nàng vô cùng yếu đuối. 5 phút sau, Thiên Ngân Hương và Tiểu Vương vào phòng, hai người bắt đầu tiến hành thẩm vấn theo thường lệ. Chú em này hay quá nha, đúng là tên cô gái già đời. Có thể chinh phục cô nàng nhanh gọn, lẽ đến thế, ra khỏi cục công an. Thiết Ngân Hương dẫn tôi đi căng tin ăn cơm, dọc đường chọc ghẹo liên tục.
Phải rồi, chuyện cậu nói thuê cô ấy làm nhân viên tại shop đồ chơi người lớn của cậu là thật hay giả đó? Cái nhà chỉ có 10 mét vuông như thế làm sao ở đủ hai người? Ở không đủ cũng phải đủ, tôi đồng ý rồi sao nuốt lời được? Lần này vì giúp tôi, đã làm khó cậu rồi, sự tình đến mức này, đàn chị đây cũng thật khó chịu. Thế Ngân Hương có khó chịu thật hay không, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết một việc rằng, sáng hôm sau có hai chiếc xe cảnh sát đến ghé thăm cửa hàng của tôi. Mấy anh cảnh sát đến, gõ cửa cạch cạch. Cao Kiện, mở cửa nhanh đi, bọn anh đến tặng người cho chú em nè. Tặng người à? Tôi thức dậy mơ mơ màng màng, mặc quần áo vội vàng rồi ra mở cửa. Vừa ra đến nơi, tôi thấy Thí Ngân Hương trong bộ cảnh phục đang cười tê tét. Cao Kiện, chào buổi sáng nha. Mọi người đang... Chẳng phải hôm qua chúng ta đã thống nhất rồi sao? Bọn chị đã mang người an toàn đến đây. Sau này cậu không được ăn hiếp người ta đó nha. Mấy anh cảnh sát kia hiểu ý, liền xếp thành hai hàng dài thẳng tắp. Phía sau lưng họ, Tiểu Phượng mặc một bộ váy dài màu đen mới tinh, chậm chậm bước đến. Cái gì chứ? Chuyện này đột ngột quá. Ít nhất mọi người phải gọi điện báo cho tôi trước một tiếng nha. Bọn tôi muốn cho cậu niềm vui bất ngờ mà. Thế Ngân Hương nắm tay Tiểu Phượng đang thẹn thùng. Em gái, sau này em cứ xem đây là nhà của mình. Nếu tên này dám bắt nạt em liền nói chỉ biết. Cảnh sát nhân dân sẽ xử đúng người, đúng tội, không tha bất cứ kẻ xấu nào. Xong rồi, giờ hai người vào trong tâm sự đi, bọn tôi rút quân. Này này, đội trưởng Thiết đứng lại đó, hoàn thành nhiệm vụ thu quân. Hai chiếc xe cảnh sát lướt đi trong vội vã. Nhìn dáng vẻ tự như đang ném một củ khoai nóng vào mình. Đúng là cảnh sát nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ nha. Tôi vừa nhìn theo hai chiếc xe kia, vừa than thở, rồi dẫn Tiểu Phượng vào trong cửa hàng. Cô gái hiếu kỳ này nhìn tới nhìn lui, lại sờ soạn lung tung đồ bán trong shop, khiến tôi ngại ngùng đến nỗi không dám nói công dụng mấy vật dụng ấy cho cô ta biết. Phượng em, sau này em là nhân viên duy nhất trong cửa hàng của anh. Chờ chưa, anh đi làm một cái chìa khóa giữ phòng cho em. Em ở tầng 1, tầng 2 là phòng làm việc của anh. Nếu không có cần thiết thì em đừng đến lầu 2 nhé. Có trời đất chứng giám, tôi không cho cô ấy đến tầng 2 không phải vì che giấu đống tạp chí mánh mẹ đặt trên giường hay 100GB phim giải trí cuộc sống trong máy tính. Tôi chỉ sợ cô ấy vô tình nhìn thấy mấy đoạn tài liệu về âm gian tú tràng mà tôi lưu giữ thôi. Dạ, em nghe anh hết. Tiểu Phượng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn dáng vẻ y hệt như cô dâu vừa đến nhà chồng. Trong ngăn kéo, anh để danh mục hàng hóa và giá cả. Em học thuộc nó cũng được, còn đây là gậy chích điện phòng vệ. Nếu có ai bắt nạt em, thì em lấy nó chích. Nhấn nút này hả anh? À, một tiếng thét thảm thiết đánh thức cả con đường đang ngủ say. Một ngày mới lại bắt đầu. Theo dự tính, hôm nay chính là ngày âm gian tú tràng công bố nhiệm vụ tiếp theo. Tôi lấy điện thoại ra sạc pin, bảo Tiểu Phượng trong tiệm, rồi tự mình đi đến cầu vượt tìm anh Lưu Mù để mượn bùa. Chỉ là ai ngờ rằng anh Lưu Mù kia dường như sớm biết tôi đến ám gã vậy, đã sớm dọn hàng rồi trốn đầu mất tiêu. Gã khốn này, mạng người quan trọng nha, thế mà anh lại thấy chết không cứu. Họ Lưu kia, anh cứ chờ đó. Đứng trước nhà gã ấy chửi mắng một hồi, tôi đành bó tay, chỉ có thể ngậm ngùi quay về. 8 giờ tối, tôi phân công việc nhà cho Tiểu Phượng, rồi ngồi cạnh điện thoại chờ đợi. Kim đồng hồ vừa chỉ đến đúng giờ, màn hình điện thoại tỏ ra một làn sáng nhàn nhạt, một số máy lạ đang gọi đến. Lần này là ai gọi đây chơi? Tôi nhấc điện thoại lên bấm nghe, rồi đặt sát vào bên tai. Mất khăn tay che đầu nó lại, rồi đặt lén ra sau lưng nó. Mọi người đừng nói cho nó nghe, nhanh lên bắt nó lại. Một khúc đồng dao vui vẻ lại trông có vẻ rợn người. Mãi sau khi tiếng hát kết thúc, bỗng có tiếng cười âm trầm của bọn trẻ con vang lên trong lò điện thoại. Chúng ta cùng nhau chơi trò đi anh. Anh có thể tìm ra bọn em trước khi trời sáng. Bọn em sẽ thả anh đi.
nếu không anh sẽ ở lại chơi cùng bọn em mãi mãi. Cuộc gọi bị ngắt, một tin nhắn đến xuất hiện trong hộp thư của tôi. Mọi chuyện xảy ra tại trường học lúc đêm về thật khó tin. Hãy đến bậc thang số 13, lắng nghe tiếng gào khóc của trẻ nhỏ trong phòng y tế. Con ma búp bê hôi thối trốn sâu cánh cửa kia, đang chờ bạn mở cửa ra. Con bé muốn hỏi bạn, cánh tay trái cụt mất của nó giờ đang ở đâu? Được rồi, xin bạn trả lời câu hỏi cuối cùng. Bạn yêu thích màu xanh lam, màu trắng hay là màu đỏ? Nhiệm vụ lai chim. Rạng sáng lúc nửa đêm, đến trường trung học phổ thông Tân Hộ, sống sót đến khi mặt trời mọc. Nhiệm vụ bổ sung, có 7 trò chơi tồn tại trong trường học. Cứ chơi một trò chơi, bạn được cộng thêm một điểm thưởng. Nhìn nhiệm vụ đầy bất ngờ như thế, tôi gãi đầu. Đây là chơi nhà tròi, hay là chơi xong đời luôn ta? Tôi không có lôi phù để hộ mạng trong lần live stream này, thế nên phải cẩn thận hơn nữa. Trường trung học phổ thông Tân Hộ à, trong trí nhớ của tôi, Giang Thành không có cái tên ngôi trường này. Tôi bèn lên mạng tìm kiếm một hồi, mới nhận ra ngôi trường ấy đã đóng cửa cách đây 5 năm. Không hề có lý do chính thức, trong khi tôi tìm ra một đống suy đoán từ mấy cao thủ bàn phím trên Internet. Mọi người suy đoán một kiểu, có người nói rằng nơi đó đã xảy ra hỏa hoạn, có người nói phương pháp giáo dục tại đó không hợp lý, dẫn đến xảy ra bạo loạn lớn, khiến nhiều người chết nên cuối cùng đóng cửa nhà trường. Lại có kẻ nói trường học có nhiều người nhảy lầu tự tử, cuối cùng Bộ Giáo dục ra quyết định niêm phong. Tôi tìm được một thông tin khác, đây là một ngôi trường ma, ban ngày dạy người học, ban đêm dạy quỷ học. Lục lọi một hồi, tôi thấy một bức ảnh của cả ngôi trường, rộng rãi sáng ngời. Tỉ mỉ kiểm tra tư liệu lại phát hiện ra đây là một ngôi trường tư, dưới sự tài trợ của một số doanh nghiệp tư nhân. Do đó học sinh trong ngôi trường này đều đến từ những gia đình giàu có, đa phần là từ các tỉnh khác gửi qua đây. Đáng lý ra, ngôi trường này phải nổi tiếng cực kỳ nha, cứ sao mấy năm qua mình chưa từng nghe nhắc đến nhỉ. Hơn nữa mọi tin tức liên quan đến nó đều bị xóa gần như sạch bách. Kiểm tra địa chỉ một hồi, tôi nhận ra vị trí của ngôi trường trung học phổ thông Tân Hộ này nằm giữa Giang Thành và thành phố Thượng Hải, khá xa nơi đây. Ván này khó ăn rồi, tôi đã an toàn trong chuyến ghé nhà trọ an tâm vì cảnh sát xuất hiện đúng lúc. Thế nhưng mà ngôi trường Tân Hộ tọa lạc khá xa xôi, cảnh sát muốn đến đó phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Không có lôi phù trong tay, lại không thể báo cảnh sát kịp thời, tôi vút cầm lo lắng. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Sao mặt mày sổ một đống thế kia? Tiểu Phượng bước đến, bưng một chén mì hỗn hợp trong tay. Em tự làm đó, anh nếm thử xem. Tiểu Phượng, tối nay anh đi công chuyện nha, em ở lại trong tiệm đó. Anh không ăn cơm đâu, thời gian gấp lắm rồi. Giờ anh đi liền nè. Kiểm tra lại thiết bị live stream một lần nữa, tôi xách túi da màu đen đi ngay. Anh đi live stream nữa à, dẫn em theo được không? Cô nàng vừa bưng bát mì nóng hổi, vừa nhìn tôi bằng một ánh mắt mong chờ. Tôi lắc đầu quả quyết từ chối. Không được, em phải ở nhà coi tiệm, tối đừng đi lung tung. Vậy thì anh ăn một miếng rồi đi, em làm riêng cho anh đó. Bánh mì sợi nóng hổi, thơm ngát được đặt xuống trước mặt tôi. Sau sự kiện năm đó, chẳng còn ai làm cơm cho tôi nữa. Được rồi, tôi gấp vội vài đũa, nhận ra món ăn khá ngon. Em cao tay nha, ngon lắm đó. À vậy à, giờ anh phải đi nè, em đừng lo, mai gặp lại. Tôi xách túi da chạy vội ra ngoài, không hề chú ý đến một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi của Tiểu Phượng. Live stream siêu kinh dị, tập 24, trò chơi thi gan. Đón taxi đến trường trung học phổ thông Tân Hộ từ ban đầu, ngay cả bác tài cũng không biết đường đến nơi đó, vừa đi vừa hỏi đường. Bọn tôi mất gần 2 tiếng mới đến nơi. Thanh toán tiền, xuống xe, tôi đứng quan sát bốn phía. Giữa mảnh cỏ dại cao liêu nghiêu,
rãnh nước bệnh thiệu kéo dài quanh khu đất hoang. Tôi trông thấy khoảng sân của ngôi trường học phủ mờ sau những lời đồn đại của cư dân thành thị. Sao hiện thực lại khác quá nhiều so với bức ảnh chụp ngôi trường tư nhân quý tộc kia vậy nhỉ? Trong tấm hình, ngôi trường ấy vô cùng khang trang, bề thế, trong khi ngôi trường trước mắt lại hoang tàn âm u, tự như một cái xác được chôn bán phần dưới mặt đất. 23 giờ rồi, phải nhanh lên mới được. Vì hoàn thành nhiệm vụ, tôi cắm đầu cắm cổ tiến vào vùng đất hoang ấy. Nhưng chưa đi được bao xa, lại bị một hàng rào sắt rỉ sét ngáng đường. Cắm vào, tôi thấy một bảng cấm không biết bị ai ném dưới mặt đất. Bên trên còn dính vài dấu bàn tay máu đỏ lom. Tôi nhặt miếng bảng cấm ấy lên, treo lại đàng hoàng. Nhưng trong lòng cảm thấy buồn bực. Thông thường, dù là một nhà máy bỏ hoang thì người ta cũng chẳng phải xây cả cái hàng rào cách ly như thế này, trừ khi bên trong có nhiều nguyên liệu hóa chất độc hại. Thế nhưng xây hàng rào cách ly cả một cái trường học thế này lại quá quái đản rồi. Tôi bèn treo qua hàng rào, nhảy vào bên trong. Lúc này tôi xoay đầu nhìn lại, chắc chắn sẽ thấy tấm biển cấm mà tôi treo ban nãy tự động lắc lư vài cái rồi rớt xuống đất lại như cũ. Đến cổng chính trường học, tôi thấy hai ổ khóa màu đỏ treo trên cánh cổng có màu sơn đen ngòm. Bên trong là một vài khu lớp học đang tập trung tinh thần quan sát. Tôi bỗng cảm giác lành lạnh tại bắp chân, bèn hoảng hốt nhảy lùi lại về phía sau một bước. Nhìn lại thì ra đó là một con mèo đen đang ngồi xổm tại vị trí vừa rồi. Hết hồn tôi à, con mèo mun kia ló ra ánh mắt sáng xanh lè nhẹ. Nó ngoạo đầu lại như một con người đang xoay nhìn, rồi vèo một cái chui tọt vào bên trong ngôi trường hoang phế. Cứ phải giật mình trong mấy lúc lại chìm như thế này. Chắc mình bị suy nhược thần kinh mất thôi. Nhét chiếc cặp da qua khe hẹp của cánh cửa, tôi trườn sát mặt đất bò qua cánh cửa sắt, bước vào trong ngôi trường phổ thông trung học Tân Hộ, chính thức đến nơi này. Chuẩn bị live stream lần thứ hai thôi. Lấy camera và điện thoại ra, tôi gắn bộ mã hóa chụp vào. Đăng tải hình ảnh, đăng tải comment. Thông số ổn định, bắt đầu live stream. Có hay không? Tôi chọn có. Xin chào chết bởi mù sát tham gia vào room. Xin chào cảnh sát hoàng 2 lớp 3 năm tham gia vào room. Xin chào. À đậu xanh, anh Chimmer còn sống kìa bà con, thật tuyệt quá. Cậu Chimmer, bọn tôi cứ nghĩ cậu đã cưỡi hạt quỳ tiền rồi chứ. Đặt xong vòng hoa phóng điếu luôn rồi đó chứ. Cậu định đến đâu tìm đường chết trong đêm nay vậy? Anh bạn hôm trước sẵn sàng chưa? Lúc nào cũng có thể báo cảnh sát liền. Sự nhiệt tình của khán giả xem live stream vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Dù rằng có một vài bạn nói tào lao, chém gió, nhưng nhờ thế mà tôi bớt sợ bớt lo hơn. Chào mừng mọi người đến với kênh live stream siêu kinh dị lần thứ hai. Buổi tối hôm nay, nên mà chúng ta sắp đi vào, thật ra cũng hơi kinh dị một chút. Tôi lia camera về phía tấm bảng trên tường. Đây chính là trường trung học phổ thông Tân Hộ, là một ngôi trường chuyên tư thục danh giá, chỉ dành cho con nhà giàu đi học. Tôi cũng từng nghe nói đến dạng trường học như vậy, áp dụng giáo án của từng lớp tri thức cao cấp, học phí cực mắc. Xì xì, có tiền thì học trường giàu thôi, ủa bộ bình dân thì không được đi học à? Mấy bạn bình tĩnh, ngôi trường cấp 3 Tân Hộ này đã bị niêm phong cách đây 5 năm, mấy bạn đừng vì thế mà cãi nhau nữa. Tôi mà lơ đễnh một cái là tiết tấu nói chuyện trong room chat liền bị biến tướng ngay. Tôi phải nhanh chóng ngăn cản mấy anh hùng bàn phím kia. Vừa một lời không kịp liền chém gió chặt mây lia lịa. Vốn dĩ ngôi trường này rất nổi tiếng ở khu vực sở tại. Nhưng sau khi mình lên mạng điều tra, mình nhận ra mọi thông tin về nó cách đây 5 năm đều bị block hết. Những kẻ đó đang giấu giếm chuyện gì? Hay đúng hơn là, có chuyện gì xảy ra cách đây 5 năm khiến ngôi trường bị niêm phong, trọng tâm chú ý của mọi người dần bị tôi thu hút. Xuyên qua lớp sương mù dày đặc kia, tìm ra chân tướng bị chôn giấu. Mình sẽ dẫn các bạn đi tìm ra đáp án cho tất cả những điều bí mật trong buổi tối ngày hôm nay.
Lưu loát dữ vậy ba, coi chừng bảo vệ thức dậy bây giờ. Trực giác mách cho ta biết, có điều bí ẩn đáng sợ bên trong phòng thay đồ nữ sinh. Hàng vạn người chung tay đề cử một lá huyết thư, mong bạn Chimmer hãy đến nơi đó điều tra chuyện bí ẩn ngày ấy. Bạn phía trên có đạo hạnh cao siêu quá, cơ mà bần tăng xem sao trời đêm nay cũng bói ra kết quả tương tự. Hai vị đạo hữu bình tĩnh, nghe ta nói, cái nhà vệ sinh nữ kia có âm khí nặng hơn đấy. Thằng chết tiệt này, im mồm đi. Cầm điện thoại đưa camera lên, tôi giấu cặp da ở cửa cổng trường, rồi băng qua sân trường. Về việc có thăm dò phòng thay quần áo nữ hay không, ghế ngang toilet nữ hay không, tôi vẫn chưa nghĩ đến trong lúc này. Việc đầu tiên mà bạn cần làm khi đặt chân đến một hoàn cảnh xa lạ, chính là xác định phương hướng và xem bản đồ. Tầng dạy học, lầu thí nghiệm, chung cư nữ sinh, ký túc xá, bãi tập thể dục. Trường cấp 3 Tân Hộ rất lớn, nếu đi hết vòng quanh rất tốn thời gian. Vì lý do an toàn, tôi quyết định đi điều tra lầu 1, xem thử có phát hiện ra manh mối gì hay không. Anh Chimmer, nếu anh không chịu đi phòng thay đồ nữ sinh, thì anh đi dạy chung cư nữ sinh cũng được. Duyệt Duyệt, ủng hộ đi chung cư nữ sinh chụp vài bốt ảnh. Nữ sinh cái đầu nhà mi, chúng ta đang làm tiết mục điều tra linh dị, trong khi mấy cái chỗ như toilet nữ luôn luôn có quỷ ám trong đó. Tôi lấy nhân cách của tôi ra bảo đảm nè. Cân nhắc thiệt hơn một hồi, cuối cùng tôi quyết định tiến vào tầng dạy học gần với cổng chính nhất. Tòa nhà này không cao lắm, chỉ có 4 tầng. Do được định dạng là thường trường chuyên nên trường không có quá nhiều học sinh. Cả 3 cấp học đều gói gọn vào một tầng. Mỗi tầng dạy học có 4 phòng học. Cửa phòng có dán bảng hiệu cho cấp học. Hai đầu hành lang có cửa ra vào, trong khi vách tường hai bên cầu thang đều có dấu vết đen ngòm do lửa cháy. Đa phần tay vịn lan can đều bị bong chóc trơ trụi, dễ khiến người đi té ngã nếu vịn không cẩn thận. Trong thế này thì ra những suy luận trên Internet không đơn giản là chém gió đơn thuần. Chuyện hỏa hoạn và dẫm đạp nhau có thể là sự thật. Tôi bước trên hành lang tầng 1, chẳng biết mọi người có cảm giác giống tôi hay không. Ví dụ khi bạn nhìn chằm chằm vào một phòng học giữa đêm khuya, nhìn từng dãy bàn ghế, bỗng thấy rợn người một cách khó hiểu. Lớp học trống rỗng, tự hồ có dòng chữ nào đó trên bàn, nhưng dù dán mặt sát vào cửa sổ bên ngoài, tôi cũng không thấy rõ. Không có bất kỳ gì phát sinh, tất cả phòng học tại tầng 1 đều trống rỗng. Men theo nứt tường bị cháy đến nứt nẻ, tôi bước lên tầng 2. Lớp 10A5, lớp 11A1, lớp 11A2. Đi dạo hết lầu 2, tôi vẫn chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu tôi có quá nhát gan, lo gần lo xa quá hay không. Bèn đi một mạch lên tầng 3. Trống rỗng, cuối cùng tôi thả lỏng được một chút. Thế nhưng bỗng phát hiện một chuyện lạ tại căn phòng cuối cùng ở tầng 3. Kia là... Xuyên qua cửa sổ, tôi thấy 4 cái bóng đen đứng gần một dạng. Chắc do không nắm chắc tay, nên tôi giật mình đến nỗi đánh rơi cả camera xuống đất. Tôi bèn lùi lại 2 bước. Hên mà sau lưng còn có lan can, không thì đã té từ lầu 3 xuống bên dưới rồi. Thứ quái gì đây? Còn học sinh trong trường này à? Không đúng, mình phải bình tĩnh. Có lẽ đây là tưởng người sát thôi. Tôi liền nhặt camera lên, đến cửa sổ lần nữa. Đâu rồi, không thấy 4 cái bóng ban nãy nữa. Bọn chúng phải mô hình sắp không? Mồ hôi lạnh nhỏ giọt như mưa. Tôi không thèm đói hoài đến cơn bão comment trong livestream. Tôi không hề đói hoài đến cơn bão comment trong phòng livestream, mà nhích nhẹ về phía cầu thang. Cốt két, cửa phòng học bị ai đó kéo ra. Hù tơi sợ muốn chết. Ra đi, không phải quỷ đâu, là người đấy. Giọng có vẻ không lớn lắm, tôi trợn mắt ngoác mồm mà nhìn. Bọn họ gồm 2 thanh niên và 2 cô gái đeo ba lô bước từ trong lớp học đi ra. Mấy cô cậu? Bọn em là học sinh tại trường học gần đây. Nghe nói nơi này có ma ám từ lâu, nên bọn em đến đây thì thố nhau coi ai gan dạ hơn. Người dẫn đầu cả nhóm là một thanh niên tầm 17-18 tuổi. Trông có vẻ là kẻ lớn tuổi nhất trong 4 người. Thử gan cái gì, bọn em về lẹ đi,
ở đây rất nguy hiểm. Hiếm khi nào tôi lại nói bằng giọng nói điệu nghiêm túc đến vậy. Âm gian tú chàng đã thiết lập vị trí lai chìm tại đây. Chắc chắn nơi này thực sự có quỷ. Ông chú này, sao gan anh bé tí vậy? Một cô bé tóc ngắn cười vào mặt tôi, rồi làm một cử chỉ thân mật với người thanh niên vừa nói ban nãy. Mấy em về nhà đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì chạy không kịp đâu. Người lớn mấy anh cứ thay lo gần lo xa. Bọn em đến đây trước anh lâu rồi mà có chuyện gì xảy ra đâu. Thế nhưng, muốn về thì anh tự về đi. Bọn em chỉ vừa mới bắt đầu trò chơi thi gan dạ mà thôi. Thanh niên trai trẻ thời nay đúng là gan to bằng trời. Cơ mà không tự tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu tôi ép bọn chúng đi về, không chừng khiến bọn chúng nảy sinh ý định chống đối rồi lén lút quay lại đây. Được rồi, nếu mấy em không muốn về thì thôi. Vậy mấy em chơi trò gì vậy? Cho anh chơi trò thi gan dạ cùng được không? Anh là một streamer chuyên về thám hiểm linh dị. Nghe bọn em nói vậy, anh thú vị ghê. Tôi nói thế, chỉ đơn giản là để bảo vệ bọn nhỏ này. Nó ngờ đầu ăn mộng chân chính lại bắt đầu từ đây. Lai chim siêu kinh dị, tập 25, trò chơi bốn góc. Anh muốn chơi cùng tụi em à? Nam thanh niên chồng lớn tuổi nhất nghiêng đầu nhìn tôi một cái. Ánh mắt của cậu ta có vẻ lóe sáng nhẹ trong đêm. Chẳng hiểu sao tôi lại nhìn ánh mắt ấy mà liên tưởng đến con mèo đen ban nãy. Bọn em đều muốn chơi mà, thêm một người là anh cũng có sao đâu. Nếu không được thì cho anh đứng coi, các em cứ chơi cũng được. Tiếc phi, thêm anh ấy vào là chúng ta có đủ 4 người đấy. Đủ số người để chơi cái trò mà bọn mình định chơi rồi. Một thanh niên trẻ hơn đẩy cánh cửa trước mặt ra. Xin chào, em tên Tú Mộc. Đây là anh trai Tiếc Phi của em. Cô bé tóc ngắn như con trai kia là Trầm Mộng. Còn con bé nhỏ tuổi nhất không thích giao tiếp tên là Anh Tử. Dáng dấp Tú Mộc nhỏ nhắn, gầy gòm, dường như có thể bị một cơn gió thổi ngã ngang. Chỉ là cậu nhóc này là người hiếu động nhất, gan dạ nhất trong nhóm bạn này. Nãy giờ mấy đứa em chơi nhiều trò rồi, nào là bút tiên, địa tiên, nhưng chẳng có trò nào tác dụng cả. Dám chơi bút tiên tại đây à? Bọn em đúng là biết tìm chỗ chơi, trò cảm giác mạnh quá ha. Chẳng phải chơi xong rồi mới biết mấy lời đồn đại kia toàn tào lao hay sao? Tú Mộc nói bâng quơ, nhưng tôi trông thấy ánh mắt của ba người còn lại có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Tôi cảm giác thấy hơi khó chịu trong người. Biết mấy trò chơi đó là tào lao, vậy sao tụi em không về đi, còn ở đây chơi tiếp làm gì? Không không, còn một trò nữa mà tụi em chưa chơi. Đây là một trò chơi 4 người, nhưng tụi em có đủ. Nhưng tụi em không có đủ người. Không đủ người hả? Chẳng phải bọn em vừa đủ 4 người hay sao? Lời nói của Tú Mộc sặc mùi lạ lùng, khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh Tử không chịu chơi. Em ấy nhát gan quá, không chịu chơi cùng bọn em. Tôi liếc mắt qua người đứng trước, nhìn về cô bé Anh Tử đứng cuối cùng kia. Nhóc con rất e thẹn, luôn cúi đầu, cũng chẳng thích nói gì. Được, vậy anh chơi cùng các em một lần, nhưng phải nhớ kỹ, chơi xong là về nhà liền đấy. Muộn như vậy mà còn trốn ra ngoài đi chơi, ba mẹ ở nhà lo lắm đấy. Hay quá, cuối cùng có thể gom đủ người rồi. Tôi chẳng hiểu Tú Mộc vui vẻ kiểu gì, chỉ mong chơi xong cho nhanh để mấy đứa nhỏ này về nhà an toàn. Tôi còn rảnh rang đi lục soát cả ngôi trường kỹ càng. Trò chơi này được gọi là 4 người 4 góc, quy tắc chơi cũng tương tự tên trò chơi. Lúc nửa đêm, đi vào một gian phòng trống hình chữ nhật, tắt hết tất cả đèn trong phòng, phân chia nhau. Mỗi người đứng tại một góc phòng, 4 người chia ra đứng 4 góc, mặt nhìn vào tường, tuyệt đối không được ngoái đầu nhìn ra sau lưng. Bắt đầu trò chơi, một người trong góc phòng bất kỳ bắt đầu đi về một góc khác. Đi đến nơi thì vỗ nhẹ vào vai người đang đứng tại góc đó, sau đó đứng yên tại góc phòng mới vừa đến này. Tiếp theo người bị vỗ vai kia cũng hành động y hệt người vừa rồi, tiến về một góc phòng khác rồi vỗ vào vai người thứ ba. Cứ thế mà chơi.
Hướng di chuyển của từng người chơi dựa theo chiều quay của kim đồng hồ. Cứ thế mà đi tiếp thôi. Sau một hồi, nếu anh đi tới đến góc phòng không có người, ví dụ như cái góc của người chơi đầu tiên lúc ban đầu, thì anh hắn giọng một cái, sau đó anh lướt qua góc trống này mà đi tiếp. Cho đến khi thấy góc nào có người thì lặp lại hành động vỗ vai theo quy tắc cũ. Tôi nghe quy tắc trò chơi xong nhưng chẳng thấy gì kinh khủng cả. Đơn giản vậy à? Nhưng theo lời em nói thì lúc nào cũng sẽ có một góc tường chống người thôi mà. Do đó trò chơi này cơ bản là chẳng có kết thúc, phải không? Tú Mộc dán sát mặt vào cửa sổ nhìn bên trong phòng học. Vậy cũng chưa chắc. Theo như đám bạn em từng chơi rồi kể lại, chơi một hồi sẽ không ai nghe hắn giọng nữa, chứng tỏ mỗi góc tường đều có người đứng. Thế nhưng vẫn có người nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Điều đó chứng tỏ bốn góc đã có người, nhưng còn ai đó đi xung quanh phía sau lưng họ. Lúc mới chơi, trò chơi này chỉ có bốn người chơi, nhưng chơi một hồi lại xuất hiện thêm một người chơi thứ năm. Nghe cậu giải thích thế, tôi đột nhiên hơi hối hận. Nhìn như còn kinh khủng hơn Thịnh Địa Tiên nữa nha. Anh sợ gì chứ? Có chừng bạn em chém gió cũng nên. Tú Mộc vỗ mạnh đầu mình. Nếu như sợ thật thì bốn người bọn mình cùng nhau nhắm mắt lại nói. Trò chơi kết thúc là có thể rút lui ra khỏi phòng. Nhưng mọi người phải nhớ kỹ, bắt buộc là bốn người cùng nói mới được. Chỉ cần một người không chịu dừng trò chơi thì chúng ta đều phải chơi tiếp. Tôi liếc xuống điện thoại di động, trông thấy khán giả xem livestream trong room cũng ồn ào như nước vỡ đê. Có người còn chuẩn bị phát thưởng. Được rồi, chúng ta chơi tại căn phòng này luôn. Không, phòng này nhỏ lắm. Người vừa nói chính là Tiếp Phi. Trong dãy lầu này có một lớp học đặc biệt, chúng ta sẽ đến đó. Đặc biệt à? Tôi nhèo mắt lại. Dựa theo biển tên lớp, một cấp có 5 lớp, 3 cấp có tổng cộng 15 lớp. Khu nhà này có 4 tầng, mỗi tầng 4 lớp. Vậy đúng là dư ra một lớp học trống. Chúng ta bèn đi thẳng lên lầu tầng cao nhất, đứng tại một căn phòng cuối cùng. Nhìn từ cửa sổ vào, bàn ghế trong căn phòng này đều bị bọn họ dọn đi. Chỉ còn mỗi tấm bảng đen treo trên bục giảng và cánh quạt rỉ sắt treo trên trần phòng. Mọi người truyền miệng rằng căn phòng này bị dọn đi trống không là do một cô gái nọ. Nhà cô gái rất nghèo, ba mẹ làm lụng vất vả mới đóng học phí được. Do đó nữ sinh ấy chăm chỉ hơn các bạn sinh viên khác rất nhiều, đều cặm cụi học bài, đọc sách mỗi ngày. Ban ngày cô ấy chăm chú nghe giảng, ban đêm khi mọi người về hết, cô ta cũng không về mà ở lại đây rọi đèn pin ngồi học tiếp. Một hai tuần sau, một ngày nọ, cô bé ở lại phòng bị một đám công tử nhà giàu để ý rồi trêu ghẹo liên tục. Cô nữ sinh đó không chịu đựng nỗi nhục nhã ấy, bèn nhảy lầu từ tầng 4 xuống đất, cuối cùng mất mạng. Dù thân xác đã mất, nhưng linh hồn của cô ta vẫn quay lại căn phòng này học bài, đọc sách mỗi đêm. Đừng nói nữa, Tú Mộc trầm giọng hét lên. Ngăn cản Tú Mộc đang kể chuyện hăng say, cậu sợ à? Trầm Mộng cãi lại. Tớ không sợ, tớ chỉ lo anh Tự sợ. Anh Tự vẫn giữ khoảng cách nhất định với tôi, chẳng nói một câu. Từ lúc vừa gặp nhau đến giờ, cô bé đều cúi gục đầu xuống. Đừng phá nữa, giờ bọn mình chuẩn bị bắt đầu thôi. Tiếp Phi có tuổi tác cao nhất. Cậu ta vừa lên tiếng, mấy đứa còn lại liền im re. Còn anh nữa, chơi trò này là trong phòng phải tối đen như mực, không có bất cứ tia sáng nào. Anh đặt máy quay phim bên ngoài đi, anh Tự đứng coi chừng cho. Tôi gật đầu, đặt camera ở bệ cửa sổ, nhìn như là ngắt kết nối livestream, nhưng thật ra tôi vừa mở chức năng camera trực tiếp trên điện thoại di động, do đó livestream vẫn tiếp tục. Xong rồi, giờ mình phân công nhé. Tú Mộc gọi bọn tôi lại một chỗ. Lát nữa mình sẽ là người đầu tiên đi vào, đứng ở góc dưới bên trái. Sau đó anh Chimmer đi vào đứng tại góc bên trái. Người thứ ba Tiếp Phi đứng ở góc bên phải. Còn lại là Trầm Mộc bước vào đứng ngay góc dưới bên phải. Sau khi tất cả vào vị trí,
Trâm Mỏng liền tặng hắn một cái. Lúc đó mình sẽ bắt đầu trò chơi. Mọi người chơi di chuyển theo chiều quay kim đồng hồ nhé. Khi nào tôi vỗ vai anh Chimmer liền bắt đầu di chuyển. Cứ thế nhé. Nếu ai đi đến góc mà không thấy ai thì hắn giọng một cái rồi đi tiếp, không được dừng lại. Mọi người nhớ kỹ quy tắc nha. Ok hết chưa? Giờ bắt đầu nha mọi người. Phòng học đen kịt, chẳng có một tia sáng lọt vào. Bóng đêm dày đặc như một lọ mực đen. Khoảng mười mấy giây sau khi Tú Mộc đi vào, tôi hít một hơi, dùng hai tay của quảng tìm đường đi vào phòng học. Trong phòng thực sự rất tối, tầm nhìn không quá nửa mét. Tôi đứng thẳng người, cũng không thấy đến đôi giày của mình. Chậm rãi tiến tới, cuối cùng tay tôi chạm được vách tường. Trong bóng tối chẳng hiểu sao, cái góc tường nhỏ nhỏ này lại tạo ra một cảm giác an ủi kỳ dị cho bản thân tôi. Tôi liếc xung quanh, nhận ra phòng học rất lớn, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ có một chút ánh sáng lẻ loi từ cửa sổ hắt vào. Đó chính là tín hiệu nhấp nháy đến từ đèn máy camera của tôi. Trong khi quan sát bên ánh đèn ấy, chính là cô bé anh tự đang cúi đầu. Không lâu sau, có tiếng hắn giọng trầm vang bên trong lớp học. Tôi biết rõ trò chơi đã bắt đầu. Lộp cộp, tiếng bước chân sau lưng tôi rõ ràng, đang đối diện vách tường. Dù tôi biết rõ sau lưng mình là Tú Mộc đang bước đến, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại dấy lên một cảm giác căng thẳng khó hiểu. Bộp, vai tôi bị ai đó vỗ nhẹ. Tôi liền biết đến lượt mình, bèn bước theo chiều kim đồng hồ đến về góc phòng tiếp. Lạ thay, khi bạn đang ở trong bóng tối, bạn sẽ có cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm, giống như bạn đang bước trên một con đường hầm mà không rõ lối ra ở đâu. Dần dần tôi nhìn thấy một người màu đen lờ mờ, cực kỳ mờ nhạt. Dù cách gần sát nhau nhưng tôi chẳng biết đó có phải là Tiếp Phi hay không. Cuối cùng cũng tới, tôi giơ tay vỗ nhẹ bả vai cái bóng đèn ấy, sau đó đứng tại góc tường, nhìn bóng đèn kia chuyển động chậm chậm rồi biến mất trong bóng tối. Thời gian chờ đợi tự như kéo dài đằng đằng. Trong căn phòng này, khái niệm thời gian có vẻ mơ hồ. Tôi chỉ có thể im lặng, lắng nghe tiếng tim đập của chính mình. Khoảng một phút, tôi nghe có tiếng hắn vọng vang lên, là Trầm Mộng ư. Không lâu sau, lại có người tiến đến trong bóng tối vỗ vai tôi một lần thứ hai. Cuộc chơi bắt đầu chuyển sang vòng thứ hai. Đây tự như một vòng luân hồi vĩnh cửu không có điểm kết thúc. Tiếng hắn giọng thứ hai vang lên rất nhỏ, chẳng biết là ai vừa hắn giọng. Chỉ là theo suy đoán của tôi, âm thanh này có lẽ do Tiếp Phi tạo ra. Live stream siêu kinh dị, tập 26, thiếu một người ư. Bắt đầu vòng thứ ba, sau khi tôi bị ai đó vỗ vai một cái, bèn mò mẫm tiến về phía trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này tôi sẽ là người đi đến góc tường không người. Trong bóng tối, mỗi bước chân đều gợi lên cảm giác vô cùng gian nan. Vì bạn thật sự không hề biết có cái gì đang chờ đợi trước mặt mình hay không. Tôi hối hận nhẹ, đã biết ngôi trường nguy hiểm. Cứ sao lại đòi chơi cùng mấy đứa nhóc này? Một bước, hai bước, cánh tay đưa về phía trước đã chạm được vách tường cứng rắn. Nơi đây không có ai đứng cả. Khụ khụ, theo quy định của trò chơi, tôi hắng giọng một cái, rồi tiếp tục đi đến góc tường tiếp theo. Vẫn lần mò, tiến bước, theo từng tiếng bước chân lộp cộp của bản thân, tôi nhích gần về phía bóng đèn trước mặt. Vỗ nhẹ vai kẻ đó một cái, tôi đứng lại ngay góc tường. Trò chơi cứ thế tiến hành, mãi cho đến vòng chơi thứ bảy, ngay khi tôi sắp sửa không kiên nhẫn nổi nữa, bắt đầu choáng váng thì nhận ra không còn tiếng hắn giọng nữa. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, không còn tiếng hắn giọng xuất hiện. Cơ mà âm thanh lộp bộp của tiếng bước chân vẫn còn vang lên rất rõ ràng. Có thêm một người vừa xuất hiện trong căn phòng này. Tôi có dằn lòng hiếu kỳ xuống, không dám quay đầu lại, mà liếc mắt ra máy quay phim ngoài cửa. Nơi đó đèn tín hiệu camera vẫn nhấp nháy liên tục, trong khi anh tự lại...
trong khi anh tự tại đó y hệt một cái thi thể đứng yên không nhúc nhích. Không phải anh tự vô chơi chung, vậy kẻ đang đi giữa phòng học là ai? Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, cứ cảm giác nhìn vào bất cứ vị trí nào trong bóng tối đều có một con quỷ hồn lảng vảng. Mọi người nghe mình nói đây, có vẻ như vừa rồi có thêm một người xuất hiện trong trò chơi của tụi mình, do đó phải thay đổi quy tắc một chút. Giọng nói của Tú Mộc vang lên, lại vang vọng nhẹ, không rõ xuất phát từ hướng nào. Cơ bản thì quy tắc chung y hệt như ban đầu, nhưng do tăng thêm một người nào đó, nên khi bạn vỗ vai một ai, bạn phải nói ra tên của bạn. Được rồi, mình chết nhất nha. Từ nãy đến giờ, vẫn luôn có tiếng bước chân vang lên, chưa hề ngừng lại bất cứ phút giây nào. Tôi đang suy nghĩ có nên ngăn cản bọn họ chơi tiếp hay không, thì sau lưng bị ai đó vỗ vai một cái. Tôi là Tú Mộc. Giọng nói trầm trầm, chậm rãi vang lên, hơi khác một chút so với giọng nói mà tôi nghe từ cậu bạn này lúc nãy. Có cảm giác như là người ta vừa nhai đồ ăn, vừa nói chuyện. Không dám quay đầu lại, tôi bước đi về phía hướng góc bên cạnh. Tôi là Chimmer. Người trước mặt nghe câu này, loạng choạng bước đi. Tôi bèn nhanh chóng đứng giữ chỗ ngay góc tường. Đã chơi qua 7 vòng trong trò chơi, tôi đều nhớ kỹ sự thay đổi vị trí trong từng vòng. Dựa theo manh mối vốn có và tư duy thông thường, vị trí của Tú Mộc và tôi là chính xác, nghĩa là không có bất cứ vật quái quỷ nào khác lẫn vào. Người dư ra kia chắc hẳn là xảy ra trong loạt chơi của Tiết Phi và Trầm Mộng, hoặc giữa Trầm Mộng và Tú Mộc. Thời gian trôi qua, chỉ còn lại mỗi bước chân vang lên trong phòng học. Tôi vừa lo lắng vừa suy đoán vị trí của từng người. Bộp, tôi bị ai đó vỗ nhẹ sau lưng. Tôi là Trầm Mộng. Trầm Mộng à, lời này vừa nói ra, tôi cảm giác thấy gai ốc toàn thân đều giận ngược. Tại sao đến lượt cô ấy đi đến sau lưng mình rồi? Trong bóng tối, tôi không dám quay đầu lại, hai chân căng cứng ngay tại chỗ. Có một vài trò chơi mà không thể tùy tiện chơi, đặc biệt là tại những nơi như thế này. Dường như Trầm Mộng nói thêm một câu gì đó sau lưng tôi, nhưng thì thầm quá nhỏ khiến tôi không thể nghe rõ. Tôi vuốt vách tường một cái, thấp thoáng bước đến góc kế tiếp. Sao kỳ vậy nhỉ? Mình chỉ nghe đúng một tiếng bước chân vang lên trong căn phòng này xuyên suốt cả trò chơi. Thế Tú Mộc và Tiết Phi đâu mất rồi? Thình lình tôi đã đến góc tường kế tiếp, không có ai à? Góc tường trống rỗng bị hắc ám che phủ. Tôi lấy tay sờ vào vách tường trước mặt, hắng giọng một tiếng, rồi bước về góc tường tiếp theo. Chẳng lẽ người chơi thứ năm vừa xuất hiện ban nãy đã rời đi? Thế nên mới dư ra một góc tường trống không thế này. Trong đầu đang suy nghĩ chằng chọc, tôi đột nhiên bị dọ giật nảy mình bởi tình huống trước mắt. Góc tường thứ hai này vẫn là trống không. Cái mã gì thế này? Tôi tăng tốc bước đến góc tường thứ ba, thứ tư. Không có ai, tất cả không có ai đứng ở đó cả. Vứt nhẹ vách tường, bờ môi tôi khô khốc. Chẳng lẽ bọn chúng đều xếp hàng đi ngay sau lưng mình? Đột ngột quay đầu lại một cái, tôi cũng chỉ thấy một cái mạng đen kịt trước mặt. Tiếng bước chân đã dừng lại rồi, chỉ còn mỗi mình đi tới đi lui. Không thể nào, chẳng lẽ ngoại trừ mình ra tất cả bọn chúng đều là... Tôi bèn nhìn ra cửa sổ, đèn tín hiệu camera vẫn còn nhấp nháy, nhưng chẳng thấy cô bé anh tự kia đâu nữa. Đứng sát góc tường, một nỗi sợ hãi cùng cực ùa đến trong đầu tôi. Tôi cứ cảm giác có vô số ánh mắt ác quỷ đang dòm ngó mình chầm chầm từ bóng tối. Tôi không thể giữ bình tĩnh nổi, bèn lao về phía cửa sổ, vì nơi đó có nguồn sáng duy nhất mà tôi có thể yên lòng. Đẩy tung cửa, tôi nhảy một phát ra tới hàng rào, rời khỏi căn phòng đen tối âm u ngột ngạt kia. Vì quá căng thẳng, tôi ngồi bệt xuống đất như bị thoát lực. Ha, thì ra người lớn mà gan bé nha. Nghe tiếng nói, tôi quay đầu nhìn lại, bên thấy Tú Mộc, Tiết Phi và anh Tự đang đứng nấp sau lưng cửa chính phòng học. Trong ba người, Tú Mộc và kẻ đang ôm bụng cười kịch vô cùng vui vẻ. Mấy em ra khỏi phòng lúc nào? Tôi nhìn về hai người trong ba người đó có vẻ cảnh giác ra mặt. Hai đứa em ra từ sớm rồi,
Tại sao ban đầu có 4 người chơi mà giờ ra 5 người? Thật ra chỉ có 4 người trong phòng học thôi anh. Lý do có tiếng bước chân xuất hiện là do em vẫn luôn đi loanh quanh ấy mà. Đập xong vai của anh, em không đứng lại tại chỗ. Em không đứng tại góc phòng đó mà bước đi tiếp về vị trí cũ. Vì thế khiến anh tưởng có thêm người thứ năm. Tú Mộc tỏ vẻ đắc ý, dường như cậu ta không hề sợ sệt bóng tối so với đám học sinh đồng trang lứa. Chán phèo, Tiết Phi nhún vai một cái. Không hề có quỷ trên thế giới này, tất cả đều do con người chém gió tự dọa mình mà thôi. Thì ra chỉ là một trò đùa dai. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhấc camera lên rồi đứng dậy. Không có chuyện gì thì tốt, chơi xong rồi thì mấy em về nhà lẹ lên. Hiện tại đã nửa đêm, phóng chừng phụ huynh mấy nhóc này đều quýnh quán lên hết rồi. Tôi liếc mắt qua cả nhóm ba người, đột nhiên hỏi, tại sao lại thiếu một người? Cô bé tóc ngắn tên Trầm Mộng đâu rồi? Chưa ra mà anh, chắc nó bị dọa tè ra quần trong đó rồi, ha ha. Trong khi Tú Mộc cười hi hi, sắc mặt của tôi tái mét. Còn chưa ra khỏi phòng à? Sao vậy anh? Chẳng phải anh cũng thấy Tú Mộc đang chọc ghẹo anh nên anh mới chạy ra sao? Tiết Phi phát hiện thái độ của tôi có vẻ là lạ bèn hỏi ngay. Không phải, anh không hề phát hiện Tú Mộc gài hàng anh như vậy. Chỉ là anh tìm khắp bốn góc tường, nhìn không thấy ai cả nên mới vội vàng nhảy ra khỏi phòng. Tôi cố gắng sắp xếp câu chữ sao cho nội dung truyền tải dễ hiểu nhất có thể. Anh đã tìm nhưng không thấy Trầm Mộng trong phòng. Không thể nào, nghe thấy thế bọn trẻ liền biết sự việc bắt đầu nghiêm trọng. Liền hối hả chạy vào phòng học. Tôi cũng móc điện thoại di động ra để chiếu sáng. Nhưng chỉ thấy cả lớp học trống trải, yên tĩnh, chẳng có bất cứ một ai. Trầm Mộng ơi, giọng déo gọi của nhóm Tiết Phi vang lên ồn ào giữa căn phòng yên tĩnh. Nhưng chờ lâu mà chẳng thấy ai trả lời. Khốn nạn, đều do mày đòi chơi trò chơi bốn góc này. Tiết Phi quay ngang nắm lấy cổ áo của Tú Mộc kéo cậu bé lên. Sao trách em được, lúc trước đề nghị kéo đến đây coi ai can đảm hơn. Chẳng phải anh là một trong những người đồng ý à? Tú Mộc không dám phản kháng Tiết Phi. Có hình thể cao lớn, chỉ là cùa quặng hai tay giữa không trung. Anh đừng nóng, Trầm Mộng gan lắm. Không chừng cô ấy đã sớm trốn đi. Không chừng đang lấp ló ở một nơi nào đó cười trộm bọn mình. Bố mày nghĩ cô ấy thích đùa giỡn quá trớn như mày sao? Tiết Phi càng nói càng giận, vung tay lên định đấm vào mặt Tú Mộc. Bình tĩnh đi, giờ không phải là lúc trách móc ai đúng ai sai. Tôi thở dài, chụp cánh tay của Tiết Phi lại. Việc cấp bách hiện tại là tìm ra Trầm Mộng. Ngôi trường này vô cùng kỳ lạ lúc đêm về. Chúng ta không có nhiều thời gian để cãi nhau. Tách Tiết Phi và Tú Mộc ra, tôi ngồi xổm trước mặt anh tự. Cô bé này không tham gia trò chơi, vẫn luôn đứng bên ngoài, có lẽ sẽ thấy được gì đó. Anh tự, em có biết chị tóc ngắn đi đâu không? Tôi chưa từng nói chuyện với bé gái lần nào, từ xưa đến giờ nên chỉ có cách nói nhỏ nhẹ như thế. Anh tự trong bộ quần áo y hệt búp bê không thèm trả lời tôi. Ánh mắt của cô bé nhìn hờ hững xuống mặt đất, cuối cùng lắc đầu. Con bé này sống hướng nội quá nhỉ? Dù tôi hỏi bất cứ cái gì, thì đáp án mà cô bé cung cấp chỉ có hai loại. Một là lắc đầu, hai là đứng yên không nhúc nhích, hoặc vừa không ai nghe thấy. Anh chim mơ, chúng ta làm gì bây giờ? Còn làm gì được nữa? Tôi đứng lên, nhìn về phía ngôi trường kỳ lạ trong đêm. Đi lục soát tất cả mấy tòa nhà, nhất định phải tìm ra cô ấy. Dính dáng đến tính mạng của một cô nữ sinh, chắc chắn tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù biết rõ nếu làm như thế, bản thân mình sẽ rơi vào vòng xoáy càng lúc càng sâu. Lát nữa chúng ta đi lục soát từng dãy học này xong, rồi qua dãy lầu thí nghiệm. Ba người mấy em nhớ theo sát anh, đừng để lạc đàn như vừa rồi. Cầm camera lên, tôi dẫn đầu cả nhóm mà đi. Nhờ lúc ba người bọn họ không chú ý, tôi lặng lẽ cầm điện thoại di động lên xem lại hình ảnh của camera tích hợp trong điện thoại quay lại ban nãy. Hình ảnh rất mờ, chỉ rõ được đôi chút khi tôi ngang qua cửa sổ có tí ánh sáng từ camera bên ngoài. Ngay trong lúc lướt qua vòng sáng hiếm hoi ấy,
một hình ảnh kinh hoàng hiện lên. Lúc nãy trong cái phòng học kia, có một người nào đó vẫn luôn theo sau lưng tôi. Quả nhiên, chú mày đang nói láo. Livestream siêu kinh dị, tập 27, hình nhân cầu thang âm thanh. Ra khỏi phòng học, tôi dẫn ba đứa nhóc này liền đi một mạch đến dãy lầu thí nghiệm. Người sống sờ sờ trước mặt bị mất tích, nói không quan tâm là không được. Tuy rằng sự mất tích ấy có thể do bọn nhóc này tự biên tự diễn, nhưng một người trưởng thành như tôi không thể nào ngó lơ sự an nguy của con bé kia. Vì chỉ có mỗi mình tôi biết, trường này đúng thật có ma quỷ. Không thể nào rảnh rỗi quan sát nhóm bạn comment, tôi men theo con đường đầy cỏ dại đi đến dãy lầu thí nghiệm. Dãy kiến trúc này có tổng cộng 6 tầng, lớn hơn dãy lớp học nhiều. Đúng thật là một kiểu dãy học cho giới học sinh giỏi, con nhà quý tộc. Học sinh chỉ có thể học 3 mớ kiến thức lý luận giới hạn, đa phần giờ học được dùng để những tiết thí nghiệm thực tế. Bọn họ chú trọng năng lực thực tiễn hơn là những chữ trên sách vở. À đù, tên khốn phân biệt giai cấp kia còn chưa chịu Auroma. Tất cả tránh ra, bố mẹ ngày xưa chính là học sinh nghèo hiếu học, một đường phấn đấu đến thành tựu ngày hôm nay đấy. Bạn bên kia âu rồi. Cửa chính của dãy phòng thí nghiệm đã bị khóa lại, trên đó còn bị dán giấy niêm phong. Tôi đến gần đó để quan sát kỹ hơn. Dù giấy niêm phong khá cũ kỹ, nhưng không có dấu vết bị xé bỏ. Từ đó chứng minh được, từ khi cánh cửa này bị đóng lại, cũng chẳng có ai mở ra. Không cần kiểm tra tòa nhà này đâu, cửa không mở, chẳng ai vào. Dĩ nhiên Trầm Mộng không bị bắt vào đây. Anh Chimmer, anh xem nè, tự như có tồn tại nào đó trong cõi u minh đang trêu ghẹo tôi vậy. Túc Mộc chỉ về hướng bên trái của tầng 1, dường như đó là một cánh cửa sổ nào đấy, có thể vào bằng lối này nè. Tôi bèn đi đến bên cánh cửa sổ ấy, nhận ra tất cả các cánh cửa sổ khác đều bị niêm phong và khóa chặt lại, ngoại trừ nơi này bị mở ra một nửa. Hình ảnh này dường như bị mách lẹo với tôi rằng vừa có người vào đây bằng vị trí này. Cửa sổ nửa khép nửa hở, bị gió lùa vào, phát ra từng tiếng cót két. Mấy em chờ bên ngoài nha, anh vô xem thử coi sao. Vậy sao được anh, dù gì thì Trầm Mộng cũng là bạn gái của em. Em nhất định phải vào xem. Mọi người cùng vào đi, thêm một người thêm một phần sức. Túc Mộc suýt bị Tiết Phi đánh ban nãy, hiện ra cũng ngoan ngoãn lại một chút. Hai người bọn họ cố ý vào, tôi cũng không thể bỏ lại anh tự một mình bên ngoài. Được rồi, vậy chúng ta vào hết cả đi, trong nguy hiểm cũng phải bình tĩnh nhé. Sau khi nói xong, tôi giơ camera lên, dẫn đầu chui vào. Đây có lẽ là một lớp học dạy mỹ thuật, nhiều bản vẽ chất đóng tại góc tường. Tôi tiện tay nhấc vài cái lên xem, mơ hồ thấy những nét vẽ mang màu sắc dữ tợn trên đó. Thẩm mỹ của mấy nhà nghệ thuật gia thật là khác người. Khép mấy tấm bản vẽ xuống, tôi lấy điện thoại di động chiếu xung quanh. Bỗng giật mình hoảng sợ vì có một gương mặt người hiện ra trước mặt. Tôi giữ bình tĩnh, tôi bước đến gần xem xét. Cuối cùng mới phát hiện ra đây là một hình nhân bằng nhựa cứng. Gặp đứa nào thần kinh yếu yếu nhìn thấy thứ này buổi tối, chắc bị dọa chảy nước mắt luôn quá. Thấy hình nhân bằng nhựa chặn kín cửa phòng, tôi định nhấc nó qua một bên. Chỉ là vừa nhấc lên, tôi nhận ra vật này không hề trống rỗng, mà vô cùng nặng, tạo cho tôi cảm giác như đang ôm một con người sống bằng xương bằng thịt. Đặt hình nhân nằm xuống đất, tôi cố ý quan sát kỹ gương mặt của mô hình này. Chẳng biết do tên học sinh nào cố ý vẽ vời. Trên mặt của hình nhân này có rất nhiều nét vẽ nguệt ngoạc. Bên cạnh đó tôi còn phát hiện ra một cái tên được viết trên đỉnh đầu chọc lóc của hình nhân, Quách Quân Kiệt. Đây là tác phẩm của Quách Quân Kiệt ư? Ngay sau đó tôi biết mình đã đoán sai. Nhìn từ trên đầu dài xuống dưới, tôi thấy những dòng chữ nói lời nhục mạ chằng chịt phía sau lưng hình nhân bằng nhựa này. Đứa nhỏ quá đáng thương, đa phần mỗi lớp học đều có một học sinh tội nghiệp như thế. Bọn nhóc ấy thường ít nói, khó giao tiếp. Chẳng hiểu vì sao lại trở thành nơi trút giận cho đám bạn học chung, bị cô lập,
bị bắt nạt. Những dòng chữ trên lưng hình như có dấu hiệu được lau chùi bởi quần áo. Thế nhưng, dù lau chùi hay không thì những con chữ lít nhà lít nhít, nhục mã kia vẫn còn nằm tại đó. Tôi liên tưởng đến một hình ảnh trong đầu, một cậu nhóc đáng thương đang ôm hình nhân nhựa dùng chính quần áo của mình cố gắng lau chùi mấy con chữ chửi bới kia. Thế nhưng bọn bạn học chung quanh lại cười cợt một cách điên cuồng, ác ý tràn ngập, dùng vết màu nước liên tục vẽ lên những vị trí vừa được đứa nhóc đáng thương kia lau chùi. Thậm chí bọn chúng còn viết lên chính quần áo của đứa nhỏ ấy. Người ta nói con nít luôn vô tội, bởi vì có những lúc ngay cả chính bản thân bọn trẻ đều không thể nhận thức được hành vi của chúng có đáng ghét đến nhường nào. Sờ nhẹ đầu của mô hình, tôi liền nghĩ đến chính bản thân mình. Trước đây từng có lúc anh cũng bị bắt nạt như thế. Sau đó thì sao? Tú Mộc và Tiết Phi tiến vào phòng dạy mỹ thuật. Tôi nhếch miệng cười. Sau đó anh giấu một con dao gọt hoa quả trong ba lô đi học. Úi giời, không ngờ quá khứ của anh Trimmer cũng dữ dội ha. Rồi sau đó anh bị trường đuổi học. Anh bỏ học một thời gian dài, lăn lộn một thời gian rồi xin vào học tại trường cảnh sát. Mặt tôi hiện ra một nét hoài niệm về chuyện xưa cũ. Nếu như lúc đó anh có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không chừng hiện giờ anh đã là một người bác sĩ hoặc luật sư rồi. Thế rồi tôi bèn đi đến cửa phòng, dùng tay sờ cánh cửa để xem xét. Khóa cửa bị ai đó dùng một sức mạnh bẻ gỡ xuống, ổ khóa nằm lăn lóc dưới bàn vẽ tranh. Không có dấu vết của công cụ bẻ khóa, tự như có một lực mạnh bẻ ngang cái ổ khóa này. Tôi hé nhẹ cửa ra, nhìn vào hành lang đen ngòm. Đi thôi, lần mò ở đây hoài cũng đâu có tìm ra được Trầm Mộng. Tú Mộc thúc giục, trông dáng vẻ thằng này chẳng hề lo lắng đến Trầm Mộng, trái lại còn tỏ vẻ hưng phấn với ánh mắt lập loè. Tốt hơn hết, ba người tụi em nắm tay nhau đi sát vách tường ấy. Nhờ có gặp chuyện gì bất thường, liền chạy ngược theo đường cũ quay về. Biết chưa, tôi canh dặn nhiều lần, sợ bọn trẻ lại xảy ra chuyện. Anh vẫn tự lo cho bản thân mình thì hơn. Nói nhiều quá. Sự mất tích của Trầm Mộng khiến Tiết Phi vô cùng nôn nóng. Tôi không thèm nói nữa, dùng điện thoại di động soi đường, đi từng bước một men theo vách tường. Đúng, dường như có ai đó va phải một vật gì đó ngã xuống sàn. Âm thanh rất nhỏ nhưng lại rõ to giữa cái dãy lầu thí nghiệm yên tĩnh này. Không phải chúng ta làm. Bốn người đứng tại chỗ xem xét cẩn thận dưới chân mình, xác định không ai đập chúng vật gì cả. Đúng, không lâu sau âm thanh kỳ lạ kia lại vang lên. Tú Mộc kéo áo của tôi, hình như là căn phòng cuối cùng ở tầng một đó anh, hay là đến đó xem thử. Ý định của tôi là đi xem xét kỹ lưỡng từng căn phòng, nhưng hiện tại nghe cậu bé này nói thế, nếu không đi tôi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cả nhóm đi qua hai căn phòng thí nghiệm, chẳng biết dùng cho bộ môn gì. Phía trước là cầu thang đi thông lên tầng 2. Tôi chiếu ánh đèn qua một cái, thấy rõ đó là một cái cầu thang có 12 bậc thang. Này, mấy người có nghe câu chuyện về 12 bậc thang chưa? Chuyện kể rằng, ban đêm bọn con nít hư thường vào trường dạo chơi, bỗng nhiên phát hiện cầu thang 12 bậc thường ngày lại dư thêm một cái bậc thang nữa. Chỉ cần bước lên cái bậc thang dư ra kia là có thể đi đến một thế giới khác ấy. Tú Mộc thì thầm một cách thần bí. Mày không thể yên tĩnh một chút à? Tiết Phi đè Tú Mộc sát vào tường. Đừng có kể ba cái chuyện quỷ quái ấy nữa. Không hề có quỷ ma trên thế giới này. Nhìn hai người cãi vã như thế, chẳng hiểu sao tôi thấy bực mình. Anh còn nghe thông tin khác nữa nè. Chỉ cần dặm lên bậc thang thứ 13 liền thấy dáng vẻ của mình khi đã chết, bởi vì bậc thang thứ 13 chính là thi thể của chính mình. Dĩ nhiên là tôi từng biết về những câu chuyện về bậc thang thứ 13. Hơn nữa trước khi đến nơi này, từ ngữ về bậc thang thứ 13 cũng xuất hiện bên trong nội dung của nhiệm vụ livestream. Tôi còn cố tình lên mạng điều tra thông tin về khái niệm này nữa. Anh Chimmer, anh nói thật à? Hai người châm miệng một lời. Chỉ có điều tôi không hề thấy rõ gương mặt của bọn họ vì bóng tối che phủ. Chắc chắn là giả, đó là chuyện do người ta chém gió mà thành.
Nếu như mấy em muốn nghe, sau khi tìm ra Trầm Mộc, anh kể cho bọn em nghe 3 ngày 3 đêm. Chúng ta đi ngang cầu thang, tiến về nơi phát ra âm thanh đùng đùng. Cuối cùng bọn tôi đi đến căn phòng cuối cùng tại tầng thí nghiệm này, nhưng cái âm thanh kia bỗng nhiên im bặt. Chắc chắn là phát ra từ nơi này ư? Ba người đàn ông nhìn nhau, bởi vì căn phòng cuối cùng này chính là một cái nhà vệ sinh. Tôi nâng camera lên, nhìn vào màn hình. Nếu có thứ gì không sạch sẽ ở bên trong nhà vệ sinh, camera có thể quay chụp được. Anh đi vào trước, tụi em trông coi ngoài này nhé. Đẩy cửa phòng vệ sinh ra, tôi không hề ngửi thấy bất cứ mùi hôi nồng nặc nào bên trong. Dù gì cũng đã 5 năm rồi, còn ai sử dụng căn phòng này đâu. Sau khi tiến vào, tôi bèn trông thấy bể rửa tay, có 3 cái bồn rửa tay. Trên tường là một tấm gương thật lớn, trên mặt gương ấy là một lớp tro bụi thật dày, còn có một lớp chữ viết bằng sơn màu đỏ chót. Giết chúng mày, giết sạch chúng mày, đi chết đi. Oán hận bao nhiêu mới ghi ra đáng sợ thế này đây. Tôi lấy tay lau nhẹ mặt kính. Có lẽ do gặp vấn đề thị giác, tôi nhìn thấy hình ảnh của bản thân rất mờ nhạt trong kính. Thậm chí tôi không dám khẳng định hình ảnh phản chiếu trong gương kia có phải là bản thân mình hay không. Tôi vặn thử vòi nước, nhưng có vẻ hai cái đầu tiên đều hỏng hết. Cho đến khi tôi vặn vòi nước thứ ba, bèn nghe thấy âm thanh ọc ạch vang lên bên trong vòi. Chốc lát sau, một chất lỏng sền sệt trào ra. Đừng nói đây là máu nha. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chất lỏng đưa lên ngửi.